Vâng, tôi vừa chơi một giai điệu rất là quen thuộc để các bạn hình dung ra âm thanh của cây U2H này. Các bạn sẽ thấy rằng là trong số lượng đàn thì đàn U2H gần như là được sản xuất ít nhất so với U3H và U1H. Có thể nói rằng là ví dụ như là 20 cây đàn U3H thì sẽ có khoảng 25 cây đàn U1H và sẽ chỉ có khoảng 1-2 cây đàn U2H. Vâng. Cái tỷ lệ U2H họ sản xuất rất là ít, và cái đặc biệt của U2H như các bạn nhìn trên ảnh sẽ thấy rằng là nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm hơn được diện tích bởi cái chân của nó khuyết vào trong. Với những gia đình mà đồ đạc tương đối chật chội một chút hoặc cái lối đi nó không được rộng rãi thì chúng ta sử dụng U2H sẽ rất lợi thế bởi cái khuôn dáng hình đó. Và U2H thì có chiều cao 1m27 nên nó hơn hẳn U1H về cái khoảng dài của dây đàn. Và U1H thì chúng ta biết chỉ có 1m21 thôi, chỉ 1m27, thế nên rằng là âm thanh của nó được sâu hơn, cái chiều ngân của âm thanh cũng được lâu hơn. Vâng, tôi nghĩ rằng là với một khuôn viên vừa phải và cái chi tiêu chúng ta lại không bị tăng lên thì nếu như có điều kiện để chọn U2H với 1H thì tôi sẽ chọn U2H. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Vâng, các bạn thấy tôi đánh rất là chậm trên từng phím để chúng ta nghe rằng mỗi một âm thanh của cây đàn đều rất rõ nét. Màu sắc chuyển từ cái phần dây quấn đồng cho đến sang dây thép trần hoàn toàn không có một cái sự thay đổi về màu sắc. Đó là một điều rất là lý tưởng với một cây đàn piano và đặc biệt là cây đàn piano chi tiêu với mức giá vừa phải như cây U2H này. Vâng, tôi chúc mừng bạn nào đó được sở hữu cây đàn này. Cảm ơn các bạn.